Chào cả nhà nha, hôm nay thì mình chia sẻ cho cả nhà bào rau muống. Bào cái cách này thì rất là nhanh luôn nha, đơn giản lắm. Rau muống này thì mình hái qua vườn vô nè. Hôm nay có trời mưa cho nên rau muống nó rất là non luôn. Nè, bò cọng dài 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 không mà nó nghèo luôn á. Hôm qua thì mình hái nhiều lắm luôn mà mình cho vòng vòng mấy chị em ăn tiếp. Tại vì ở ngoài vườn á, mọc rất là nhiều luôn. Nè, như mấy cọng này nè, quá trời ngon luôn. Mình bào thì mình lựa những cái sợi mà bò như gì nè thì nó mới mềm, còn mấy cái cọng mà đứng đứng gì nè nó hay có bị cứng á. Hồi lúc hôm qua mình hái về thì mình để nó hơi bị héo héo tại trời nắng đó, xong rồi thì mình bỏ vô thau mình ngâm ít nước thì nó tươi lại gì nè. Rồi thì bây giờ mình cắt lá bỏ. Khúc này già mình cũng cắt bỏ luôn, lấy khúc non thôi đó, vì là được rồi nè, cắt bỏ lá hết. Hồi đó thì mình muốn ăn rau muống bào thì mình phải mua cái cây mà mình để mình tước rau muống á, giống như là mấy cái chỗ mà người ta bán bún á thì có cái đồ nghề để người ta tước cái này nè. Còn mình thì mình có khi mình không có biết mua ở đâu, thì hôm nay mình sẽ chỉ các bạn làm cái cách này nè. Thì trong nhà của mình thì nhà ai cũng có cái dao này để mình bào. Ở chỗ mình bữa nay thì cũng mưa cả nhà, hiện giờ là đang mưa 5 gram. Hôm qua mình thấy ham quá mình cắt dài luôn nè, nhưng mà khúc này thì nó cũng không có mấy gì già mà mình cắt bỏ khúc đầu. Rau muống này khi mình bào xong rồi thì mình ăn bún nè, nấu canh chua hoặc là mình ăn mì thì cũng ngon. Mình bào cái này để chút xíu nữa mình ăn mì nè. Rồi thì mình lạc hồi nãy giờ cũng đã xong rồi nè, bây giờ bắt đầu mình bào nha. Đây thì mình có một cái thau nước nè, cái thau nước này thì nãy mình đã bỏ vô đây một ít muối rồi, tại vì rau muống thì mủ rất là nhiều luôn cho nên mình để muối. Và đây là một cái tắc nè, để cho đừng có hôi mủ nha. Rồi bây giờ mình sẽ nặn vô đây. Mình để cái vỏ vô cho nó thơm, rồi vớt hột ra. Khi mà mình bào xong rồi thì mình vớt cái vỏ ra mình bỏ, tại vì cái vỏ nó có cái chất the đó, mình để vô cho nó thơm thơm. Rồi đây là tấm thớt, mình sẽ để tấm thớt lên mặt cái thau gì nè, chừa lại một bên đây để mình bào có muốn mình lùa xuống đây luôn, mình ngâm luôn, vừa bào vừa ngâm á. Mình vừa bào vừa ngâm như vậy thì rau muống nó sẽ được trắng và nó giòn. Rồi đây là cái cọng rau muống nè. Rồi đây, hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn cái bí quyết để bào nhanh nhất là mình dùng cái dao hai lưỡi này nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ để cái cọng rau muống lên trên tấm thớt nè. Bắt đầu mình để cái dao đây. Mình muốn cái cọng rau muống của mình nó dài cỡ nào thì mình để cái dao chỗ đó vậy đó. Xong rồi bắt đầu mình kéo cái sợi rau muống nè. Nếu mà mình muốn cái sợi rau muống mà nó dày á thì mình đè hơi mạnh cái tay tí, còn mình muốn cái cọng cái sợi rau muống mà nó mỏng á thì mình để cái dao nhẹ nhẹ như vậy nè, mình cứ lướt 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 như vậy nè thì cái sợi nó sẽ mỏng hơn nha.
Đó, như vậy là mình gọi một cọng rồi đó. Rất là nhanh luôn. Mà nếu mà cái dao của các bạn bén thì mình bào càng nhanh hơn nữa. Đó, mình cứ để cái sợi ra muống như là mình kéo. Hồi trước đây thì có khi mình cũng muốn ăn ra muống bào, nhưng mà mình không biết là mua cái dao bào đó ở đâu. Cái dao mà không phải cái dao giống như vậy nha. Người ta bào chuyên nghiệp thì người ta có cái đồ để bào đó. Thì ở ngoài chợ thì có bán, nhưng mà có khi thì nhầm lúc mình không có đi chợ đó, thì mình không có mua được. Thì hôm nay thì mình mới biết được cái cách này. Thì mình thấy bào rau muống thì cũng ngon lắm nè. Mình muốn cái sợi rau muống nhuyễn thì mình cứ bào nhẹ nhẹ. Còn nếu mình muốn sợi to thì mình cứ đè cái dao hơi mạnh tí vậy. Nhà mình á thì mình thích bảo cái này để dành mình ăn mì á. Mình bao sẵn thế, cái mình để trong mát tủ lạnh á, khi nào mình muốn ăn thì mình lấy ra mình ăn. Mình để hoài cũng không hư nha. Rau muống thì mùa này rất là nhiều luôn, tại vì tới mùa mưa rồi nè. Mình hái có khi về mình hái một giỏ lớn luôn á, về rồi xong rồi mình cho mấy chị em nhà dài đó làm món này món kia để dành mình ăn, làm dưa chua rồi đó. Khi mà mình ngâm như vậy nè, mình vừa bào vừa ngâm như vậy nè, một hồi cái sợi rau muống á nó bung lên á, nhìn nó giòn, rất là giòn luôn á. Rồi thì mình đã bào xong rồi nè, cũng bào cũng rất là nhanh luôn. Thì hôm nay mình bào cái sợi hơi to tí nha, tại vì á mình ăn mì cho nên mình thích để cái cọng to như vậy nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ sang qua cái thau khác, mình rửa lại một nước nữa. Mình bào gì nè, rồi xong rồi cái mình trộn giấm đường á, cũng ngon lắm luôn á. Rồi như vậy là đã xong rồi nè, rất là nhanh và đơn giản. Thì mình vừa chia sẻ đến các bạn cái cách bào rau muống nhanh nhất đó. Nếu mà các bạn thích cái cách này thì bữa nào có rau muống thì các bạn làm thử nha. Rồi video mình đến đây thì cũng đã hết rồi, mình xin tạm dừng và hẹn gặp cả nhà mình video sau nha.